Xin chào các bạn, đây là Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel và như thường lệ, hãy cùng xem Gặp Nhau Cuối Ngày sẽ mang đến cho các bạn những tin tức nổi bật gì có trong ngày nhé. Sau quá nhiều lùm xùm liên quan đến chuyện đời tư thì Thư Dung có vẻ như là đã lui về hậu trường và sống một cuộc sống bình an và im lặng, và thậm chí là cô nàng còn rất hay lui tới cổng chùa để cầu bình an. Tuy nhiên thì mỗi lần lui tới cổng chùa thì Thư Dung lại liên tục mắc lỗi trang phục và đã khiến cho cộng đồng mạng nhức mắt. Mới đây thì Thư Dung đã đăng tải hình ảnh đi chùa nhưng mà người đẹp lại diện váy ren trắng và mỏng manh, không hề kín đáo hay là thoát tục. Và ngược lại thì chiếc váy xuyên thấu còn bị che tả tơi, gần như là hở hết tất cả nội y. Chưa kể là kiểu váy trễ nải này đã khiến cho phần ngực của cô bị lộ ra. Và khi ngồi xuống thì nhiều người nhìn càng nhức mắt hơn. Và sau khi dính dáng đến scandal bán dâm thì Thư Dung đã có những thay đổi tích cực khi mà trở về quê, chăm sóc bố mẹ, ăn mặc kín đáo và thường xuyên đi chùa hơn. Cô cũng dọn dẹp lại Facebook của mình và chỉ đăng tải những hình ảnh đi chơi cùng bạn bè, sự kiện và đi chùa nữa. Tuy nhiên thì sự thay đổi này của người đẹp sinh năm 1995 này cũng không được công chúng thông cảm, khi mà phong cách ăn mặc, nhất là khi đi chùa, vẫn chưa thực sự làm ưng mắt người nhìn. Dễ thấy là đặc điểm chung trong phong cách ăn mặc của Thư Dung vẫn cứ là gợi cảm, trễ nải và để khoe ba vòng bốc lửa của mình. Mới đây thì thông tin một doanh nghiệp đang nuôi nhốt hai con rắn hổ mang có trọng lượng lên tới 30kg một con tại khu du lịch đồi Tức Dục An Giang, và hiện tại thông tin này đang gây xôn xao dư luận. Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy là giám đốc của dự án điện năng lượng mặt trời tại xã An Hảo thuộc huyện Tịnh Biên, An Giang đã cho biết, 2 tháng trước thì trong lúc san ủi mặt bằng rậm rạp dưới chân núi Cấm thì các công nhân đã phát hiện ra một cặp rắn hổ mây lớn nên là đã dùng bao bố và lưới để vây bắt chúng. Sau đó thì chúng đã được đưa về nuôi tại khu du lịch ở đồi Tức Dục, xã An Tức, huyện Chi Tôn. Và sáng ngày hôm nay 15 tháng 5 thì ông Bành Thanh Hùng là trưởng phòng bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã cho biết, các ban ngành chức năng sẽ có một buổi làm việc với lãnh đạo của doanh nghiệp và ban quản lý di tích lịch sử đồi Tức Dục để đưa ra hướng xử lý phù hợp nhất với các quy định hiện hành hiện nay. Và cũng liên quan đến vụ việc một con cá nặng 1 tấn đã bị ngư dân ở Thanh Hóa xẻ thịt đem bán, cơ quan chức năng đã xác định đây chính là loài cá nhám voi quý hiếm. Được biết đây là loài cá nhám voi và thuộc nhóm Y, nằm trong danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm, là một thành viên đặc biệt trong nhóm phân lớp cá mập cá đuối của lớp cá sụn. Và đây là một loài cá mập lớn nhất và cũng là một trong những loài cá hiện còn sống với kích thước lớn nhất. Và cũng theo như ông Nguyễn Đức Cường, là chi cục trưởng chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã cho biết, đơn vị sẽ làm việc với chính quyền địa phương để xác định rõ trách nhiệm của những người đã liên quan đến việc xẻ thịt loài cá quý hiếm này để xử phạt theo đúng quy định. Theo lại là một câu chuyện đang bị lên án bởi vì bắt chen không đúng chỗ nơi cửa chùa. Cục xì lầu ông Belap là một trào lưu mới đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây thì một nhóm nữ đã bị cộng đồng mạng ném đá không thương tiếc vì bắt chen không đúng chỗ, mặc áo lam để nhảy điệu nhạc này ở giữa sân chùa. Một nhóm Phật tử lại một lần nữa thu về cả rổ phẫn nộ khi mà nhún nhảy, múa may ngay trên nền nhạc sôi động ngay trong khuôn viên của nhà chùa. Những người phụ nữ trong clip này thì độ tuổi từ trung niên cho đến thanh niên, tuy nhiên thì khoác lên mình một bộ áo lam nhưng lại có những động tác lắc lư có phần quá đà và quá thoải mái. Nhóm Phật tử này thì dường như là không nhận ra sự bất ổn của mình, vẫn diễn vô tư và cười đùa một cách vui vẻ. Sau khi đoạn clip được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội thì cộng đồng mạng đã chỉ trích kịch liệt và ném đá không thương tiếc. Chùa chiền chính là nơi thờ cúng một cách tôn nghiêm, nên là việc nhảy nhót ồn ào vốn đã không phù hợp rồi, và việc có thêm những bộ quần áo lam trên người thì lại càng khiến cho video trở nên phản cảm hơn rất nhiều. Cặp đôi MC Quyền Linh và Cát Tường thì vốn dĩ đã rất quen thuộc với các fan của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy nhiên thì mới đây vai trò MC của Cát Tường đã được thay thế bằng một gương mặt mới, và ngay lập tức thì chương trình đã nhận về rất nhiều những chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Đảm bảo vai trò dẫn dắt chương trình của mình trong show truyền hình Bạn Muốn Hẹn Hò thay cho Cát Tường thì Nam Thư đã nhận về không ít những chỉ trích từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng diễn viên thập tứ cô nương này chưa đủ kinh nghiệm để có thể dành lời khuyên cho các khách mời trong chương trình. Bên cạnh đó thì cô cũng thường xuyên đưa ra những câu nói hài hước và được khán giả đánh giá là kém duyên. Trước bão dư luận thì Nam Thư cũng thừa nhận rằng bản thân mình rất buồn và đã bị nhiều áp lực khi mà tham gia chương trình này. Cô có viết lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái chia sẻ và mong muốn được khán giả chấp nhận và bớt gay gắt với mình hơn. Bạn dẫn của Nam Thư là MC Quyền Linh mới đây trong một buổi livestream cũng đã cho rằng việc so sánh Nam Thư mới đi làm và Cát Tường đã làm công việc này 6 năm thì là một sự so sánh rất khập khiễng. Và anh cũng mong rằng khán giả hãy cho Nam Thư thêm thời gian và cởi mở cũng như là chấp nhận cô trong vai trò mới này.
Về phía Cát Tường thì cô cho biết cô không hề bỏ chương trình mà là do phía chương trình đã mời những người khác và cắt hợp đồng với cô. Và cô cũng chia sẻ thêm rằng sau khi mà bị bạn muốn hẹn hò cắt hợp đồng thì nguồn thu nhập của cô cũng bấp bênh hơn, bởi đây chính là nguồn thu chính của Cát Tường để chăm lo cho cuộc sống lẫn việc chi trả học phí cho con của mình đang du học. MC Cát Tường cũng chia sẻ rằng cô sẽ cố gắng đi hát và buôn bán thêm để vực lại kinh tế của gia đình. Mới đây trên đài truyền hình Hàn Quốc KBS thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một buổi talk show chia sẻ về cuộc sống, về công việc và cũng như là tình yêu mà ông dành cho đất nước Việt Nam chúng ta. Theo như MC Yoo Hee Yeon đã chia sẻ rằng tên tuổi và độ nổi tiếng của thầy Park tại Việt Nam còn vượt xa cả tên tuổi trong làng giải trí Hàn Quốc, ví dụ như là BTS hay là Song Joong-ki chẳng hạn. Nam MC thì cũng trích dẫn lại những thông tin từ một bài báo Hàn Quốc trước đó về tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên Park tại Việt Nam. Ở Việt Nam thì cái tên Park Hang-seo còn phổ biến hơn cả nhóm nhạc BTS, nhóm nhạc rất nổi tiếng tại Hàn Quốc và được rất nhiều bạn trẻ tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung mến mộ. Và thậm chí là thầy Park còn đứng đầu về độ nổi tiếng và xếp trước cả tài tử hậu duệ mặt trời Song Joong-ki rồi mới đến nhóm nhạc BTS. Khi nghe được những điều này thì huấn luyện viên Park đã tỏ ra khá là hạnh phúc và có một chút ngạc nhiên nữa. Ông cũng chia sẻ rằng đã biết là mình rất nổi tiếng ở Việt Nam rồi, nhưng mà nổi tiếng đến mức nào thì ông vẫn chưa rõ. Huấn luyện viên Park có chia sẻ rằng: "Tôi được nhiều người ở đây biết đến nhưng mà không biết chính xác là nhiều đến mức nào. Tôi yêu Việt Nam rất nhiều và tôi đã làm việc ở đây được 17 tháng rồi. Trong khi mà thời gian làm việc trung bình của một huấn luyện viên ở nước ngoài, ở Việt Nam thì khoảng 8 tháng thôi và tôi cũng có được nhiều thành công trong công việc. Còn về độ nổi tiếng hay không thì không phải là vấn đề quan trọng nhất." Mới đây thì streamer Độ Missy đã bất ngờ lên tiếng chia sẻ rằng thương hiệu Missy Food của mình đã bất ngờ bị một bên khác lấy mất. Cụ thể khi mà đang tiến hành đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ cho thương hiệu Missy Food của mình thì Độ Missy bất ngờ phát hiện ra một bên khác đã đăng ký sử dụng logo của Missy Food cho mục đích kinh doanh. Theo như Độ Missy có chia sẻ rằng, ban đầu thì Missy Food chỉ là một thương hiệu nhỏ và được anh lập ra để vợ phát triển, buôn bán thêm cho vui, nên là cũng không nghĩ tới việc đăng ký bản quyền. Và khi nhận thấy thương hiệu Missy Food của mình có nhiều tiềm năng để phát triển hơn, nên là anh đã quyết định đi đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ thì phát hiện ra một đơn vị khác đã đăng ký trước. Và thậm chí là trong quá trình giải quyết vụ việc này thì đơn vị đang lấy logo và bản quyền thương hiệu lại khá là thái độ lại với Độ Missy. Độ Missy cũng cho rằng đây là một hình thức kinh doanh không đúng đạo đức, nói dân dã hơn là nẫng tay trên đứa con tinh thần của mình, nên là dễ hiểu sẽ có một phần hơi kích động. Tuy nhiên thì sau đó anh cũng đã xóa bài đăng và đồng thời kêu gọi các fan của mình nên bình tĩnh để bản thân có được cách xử lý tốt nhất. Cho đến hôm qua ngày 14 tháng 5 thì đại diện của công ty đã đăng ký sở hữu bản quyền logo Missy Food, đã đăng bài giải thích tại sao mình lại làm như vậy trên kênh YouTube của họ. Và người này tự xưng là một luật sư và có hiểu biết rất rõ ràng về mặt pháp luật và đặc biệt ở mảng doanh nghiệp và kinh doanh. Nội dung chính của đoạn clip thì giải thích khá là dài về việc tại sao anh ta lại đăng ký logo của Missy Food và đồng thời cũng chia sẻ thêm về mục tiêu chính để tặng lại cho chính Độ Missy như một món quà. Và ngoài ra thì nhân vật này cũng khuyên mọi người nên có một cái nhìn đa chiều và tránh bị dắt mũi vào những cuộc spam hay là report trên mạng xã hội mà chưa hiểu rõ tường tận về vấn đề này. Tuy nội dung có phần rất tích cực thì rất nhiều fan của Độ Missy lại tỏ ra hết sức khó chịu bởi cho rằng thái độ của vị luật sư trẻ tuổi này thì rất có vấn đề. Cách nói chuyện thì mang nhiều tính thách thức và không mang nhiều thành ý muốn tặng lại cho lắm. Và ngoài ra thì họ cũng chỉ ra một số điểm bất hợp lý, đặc biệt là trong phương thức liên lạc với Độ Missy để trao tặng. Và đáp trả đoạn video giải thích trên thì Độ Missy cũng đã trực tiếp đưa ra quan điểm và cho rằng không ai lại làm việc đăng ký để trao tặng một cách khó hiểu như vậy cả. Và đồng thời thì anh cũng khẳng định rằng bản thân sẽ làm tất cả để đòi lại thứ đã thuộc về mình. Mới đây trên mạng xã hội thì một thanh niên sau khi đào móng để làm nhà thì bất ngờ đã tìm thấy một cây kiếm cổ. Và không ngờ thì anh này đã nhận về rất nhiều những bình luận hài hước và trêu đùa từ phía cộng đồng mạng. Và thậm chí là có người còn hét giá tới 17 tỷ đồng để mua lại thanh kiếm cổ này. Theo hình ảnh được đăng tải của thanh niên trên thì cây kiếm này được tìm thấy tuy không rỉ sét nhưng mà dính đầy đất cát và đã phai màu theo thời gian rồi. Thanh kiếm này thì có những hoa văn của thời kỳ phong kiến, trông cũng giống những thanh kiếm của các vị đại hiệp thời xưa hay dùng. Vẻ cổ kính của thanh kiếm này thì càng khiến cho nhiều người tò mò về xuất xứ của nó hơn. Dòng caption của thanh niên này là hỏi giá cho thanh kiếm cổ và bất ngờ đã bị cộng đồng mạng chôn ngay lập tức. Sau khi mà bài viết được đăng tải thì đã nhận về hơn 22.000 lượt like và hơn 6.000 bình luận. Trong số rất nhiều bình luận ở phía dưới bài viết thì chẳng có mấy cái là nói về nguồn gốc của cây kiếm này một cách nghiêm túc cả, mà hầu hết thì đều là những lai lịch không tưởng và cực kỳ hài hước của cây kiếm này. Và thậm chí là có cư dân mạng còn nói rằng sẵn sàng trả 17 tỷ đồng để mua lại thanh kiếm, nhưng mà tất nhiên thì cũng chỉ là nói đùa thôi. Tuy nhiên thì cũng có những cao nhân có tâm đã cho biết rằng
Với những hoa văn trên thanh kiếm này thì có những nét tương đồng rất lớn với loại song kiếm làm bằng thép không buộc tuệ kiếm, sợi dây buộc ở chuôi kiếm của triều Nguyễn từ năm 1802 cho đến 1945. Hiện tại thì bài viết này vẫn đang được cư dân mạng cực kỳ quan tâm và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Vừa rồi là những tin tức nổi bật của ngày hôm nay, gặp nhau cuối ngày 15 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.